Sam từ hot girl thành đại gia ngầm VBIS, khối tài sản gây choáng. Từ một cô nàng hot girl, Sam hiện tại trở thành đại gia ngầm của VBIS. Chỉ tính riêng những chiếc túi Hermes, Sam đã chi ra số tiền lên đến hàng tỷ đồng để sưu tập. Nữ diễn viên kiêm MC Sam tên thật là Nguyễn Hà My, sinh năm 1990, từng là hot girl đời đầu nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nổi tiếng và lấn sân kinh doanh từ sớm nên hiện tại Sam là người đẹp VBIS có trong tay nhiều tài sản khủng phải kể đến loạt túi hiệu đắt đỏ. Trong một buổi đi chơi golf, Sam khoe khéo chiếc túi Dior Vibe Zip có giá gần 100 triệu đồng. Sam yêu thích túi từ thương hiệu Hermes nên cô thường xuyên sử dụng nó mỗi lần đi chơi. Nữ diễn viên không ngại chi tiền khủng để sưu tập những sản phẩm của thương hiệu túi sách đắt đỏ top đầu thế giới. Mỗi chiếc túi mà Sam sở hữu có giá lên đến hàng trăm triệu đồng. Thời điểm mang thai, Sam gây chú ý khi diện váy đen ôm sát cơ thể điểm nhấn với chiếc túi sách Chanel CABAS trị giá hơn 126 triệu đồng. Cô sở hữu chiếc túi Hermes Kelly màu nâu, phiên bản khóa vàng, trị giá hơn 876 triệu đồng. Trong một khung ảnh đời thường, cô sử dụng chiếc túi Hermes Birkin màu đen, có giá khoảng 396 triệu đồng. Sam tiết lộ ở tuổi 27, cô có trong tay 2 triệu đô la Mỹ, khoảng 45 tỷ đồng, sở hữu một ngôi nhà đắt tiền ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Để tiện cho việc đi lại, Sam khá chịu chi khi tậu cho mình một chiếc xế hộp hạng sang trị giá 2,6 tỷ đồng và một chiếc xe thể thao BMW i 8 ước tính khoảng hơn 7 tỷ đồng. Nhờ hoạt động nghệ thuật năng nổ và giỏi kinh doanh, Hot Girl Sam ngày nào đã trở thành đại gia ngầm trong VBiz.